Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì cô Hướng sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một số loại món ăn khác nhé. Food, food. Donuts, donuts, donuts. Đây là bánh donut, rất là nổi tiếng ở các nước phương Tây các bạn ạ. Bánh có vị ngọt, ăn rất là thơm ngon. Donuts. Yogurt. Yogurt, sữa chua, yogurt, yogurt. Các loại bánh ngọt, sweet, sweet. What food do you like? Bạn thích món ăn gì? What food do you like? I like sweets. Tớ thích bánh ngọt. I like sweets. What food do you like? I like yogurt. Bạn thích gì? Tớ thích sữa chua. Chúng ta còn có câu hỏi do you like? Bạn thích món này hay không? Nếu thích chúng ta sẽ trả lời yes I do. Còn nếu không thích mình sẽ trả lời no I don't. Chúng ta sẽ đi vào các ví dụ nhé. Do you like donuts? Bạn có thích món bánh donut không? Yes, I do. Tớ rất thích. Do you like apples? Bạn thích táo không? Yes, I do. Tớ cũng rất thích táo. Do you like pears? Bạn có thích lê không? No, I don't. Không, tớ không thích đâu. No, I don't. Do you like sweets? Bạn thích bánh ngọt chứ? No, I don't. Không, tớ không thích. Ngoài ra, chúng ta còn được học thêm hai màu sắc mới. Đấy là màu xanh lá cây, green, green. Và màu cam, orange, orange. Chúng ta ôn lại nhé. Màu đỏ, red. Màu vàng, yellow. Chúng ta cùng đọc lại các màu sắc một lần nữa nào. Yellow, red, orange, green. Goodbye.